Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Tuấn Võ Tâm Linh Định Hướng và Chữa Lành. Lời đầu tiên thì Tuấn xin gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới tất cả mọi người vì đã luôn theo dõi, đồng hành cũng như là gieo duyên hỗ trợ cho kênh ngày một phát triển và hoàn thiện nhiều hơn nữa. Tuấn thì vẫn nhận trả bài riêng ở bên Zalo nhé. Tất cả những hình thức liên hệ thì Tuấn sẽ để chi tiết dưới phần mô tả và mọi người có thể tìm thêm dưới đó. Và chủ đề của ngày hôm nay sẽ là một chủ đề liên quan tới chuyện tình cảm, mối quan hệ của các bạn. Đó là điều họ đang nghĩ và hành động họ sắp làm. Họ ở đây có thể là bất kỳ một ai mà trực giác của các bạn đang thôi thúc, đang mách bảo. Vậy thì với đối tượng đó, thời điểm này họ đang có suy nghĩ, dự định gì trong đầu, cũng như là hành động tiếp theo họ sẽ thực hiện với các bạn hoặc là với mối quan hệ này sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết của trải bài ngày hôm nay nhé. Vì đây là một trải bài chung, tôi sẽ không đúng với tất cả mọi người được, nên là các bạn đón xem với tinh thần vui vẻ và giải trí thôi ạ. Rồi, trước tiên thời điểm này năng lượng của bạn và họ đang như thế nào? Đây, cái trải bài này khá là đặc biệt nhé. Đây này, 33 này, các bạn nhìn thấy không? Mới đầu ngay cái năng lượng đã là 33 rồi, một con số tâm linh thiên thần đặc biệt rồi nhé. Có thể cái thời điểm vừa rồi rất nhiều bạn gặp những con số lặp, con số thiên thần, đặc biệt là số 33 hoặc là 333 nhé. Đấy, năng lượng số 3 ở đấy rất là nhiều. Đấy, thì cái đầu tiên mà mình thấy được cái kết nối năng lượng giữa bạn và người ấy đang như thế nào thì một trong hai các bạn sẽ mang năng lượng của vua gậy nhé. Năng lượng của một người có nhiệt huyết, có đam mê nhé. Bên trong của họ, đặc biệt là trong cái giai đoạn này nhé, cái nguồn năng lượng này, cái sự thôi thúc này, hoặc là những cái ý tưởng sáng tạo này, những cái thông điệp, thông tin này, những cái ngọn lửa bên trong này, đấy, dường như là cái thời điểm nó đang bốc cháy ngùn ngụt, nó đang thôi thúc, nó muốn là họ, đây có thể là các bạn hoặc là họ nhé, đấy, muốn người này là phải làm, phải thực hiện, phải hành động hoặc là chuyển hóa hẳn một cái gì đấy, hoặc là biến những cái ý tưởng, những cái nguồn năng lượng, những cái ngọn lửa sức mạnh bên trong của mình đấy, biến nó ra thành một cái giá trị, một cái sản phẩm hoặc là một cái con đường nào đó đấy, nói chung là muốn bộc lộ cái năng lượng bên trong của mình ra rất là nhiều. Bên cạnh đó, đối tượng này cũng là một người thẳng tính, tự tin, đặc biệt là những cái khả năng về nói năng này, giao tiếp, truyền động lực này, rất là mạnh luôn nhé. Họ là những cái người có sức hút, họ biết giá trị của bản thân mình, cũng như là họ là những người nổi bật, tự tin trong tập thể, trong đám đông nhé. Cái năng lượng, cái khí chất của họ rất là tỏa sáng đấy, thẳng tính, nóng tính nữa cơ. Người này nói chung là có sức hút rất là đặc biệt đấy. Đây là có thể là các bạn, cũng có thể là người ấy nhé. Hoặc là thậm chí cả hai bạn đều có những cái năng lượng của lửa như thế này đấy. Thậm chí là những rất phù hợp trong những cái lĩnh vực về người dẫn dắt này, người có sức ảnh hưởng này, người lan tỏa truyền động lực này đấy, người bếp trưởng ấy. Và mình thấy rằng là cái thời điểm này nhé, đấy, ai mang cái năng lượng vua gậy này thì cũng là cái thời điểm, cái năng lượng của cái lá vua gậy này nó khác so với những một vài cái bộ tarot khác. Đấy là thông thường những cái ông vua trong những cái bộ bài đấy thường ở trong cái tư thế ngồi, ngồi trên ngai vương là nhiều, đúng không ạ? Thế nhưng mà hành động của ông vua gậy này có nghĩa là họ đang bắt tay vào làm, đang hành động này. Đấy, có nghĩa là họ đang lên kế hoạch, hoặc là cái cuộc sống của các bạn trong cái thời điểm này đấy, nó đang bắt buộc các bạn cần phải có sự chuẩn bị, cần phải có sự nỗ lực thay đổi rồi, và đang trên cái hành trình bắt tay vào thay đổi rồi, chứ không chỉ là quá trì trệ, quá chờ đợi nữa nhé. Đấy, một trong hai các bạn làm trong những cái lĩnh vực về đông người, tập thể, người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng, hoặc là làm phù hợp trong những cái lĩnh vực về cộng đồng đấy, những cái môi trường đông người trên mạng xã hội, những cái năng lượng như vậy rất phù hợp trong cái trải bài này. Nó có thể là của các bạn, cũng có thể là của họ. Bên cạnh đó thì một trong hai các bạn đang trên lên những kế hoạch, hoặc là đã bắt đầu thực hiện như một cái hành trình nào đó, một cái con đường nào đó, hoặc là một cái dự án nào đó nhé. Đấy, mang cái tính đồng điệu với ngọn lửa bên trong của các bạn, đúng cái khao khát, cái đam mê của các bạn, mà nó cho các bạn cái sự hứng thú, hứng khởi đấy. Nó thiên về cái giá trị bên trong nhé, cái sự dẫn dắt bên trong, nó đồng điệu với những cái tiếng nói bên trong linh hồn của các bạn. Đấy, nhiều bạn cái giai đoạn vừa rồi ấy, đã tìm ra được, phát hiện ra được cái khao khát, cái đam mê thực sự mình muốn là gì. Và cái thời điểm này đó là cái thời điểm mà các bạn
đang lên kế hoạch, thậm chí nhiều bạn đã bắt tay vào thực hiện rồi một cái dự án, một cái con đường, một cái kế hoạch nào đó của riêng mình nhé. Đây cũng có thể chính là năng lượng của họ nhé, họ cũng đang bắt đầu hoặc là vừa mới bắt tay, hoặc là đang trên cái hành trình gọi là chuẩn bị một cái gì đấy, hoặc là làm một cái gì đấy, thực hiện một cái gì đấy, phấn đấu một cái gì đấy. Một trong hai vẫn có cái xu hướng nhìn về nhau, hướng về phía đối phương nhé. Mình thấy là họ vẫn để ý các bạn, vẫn chú ý tới các bạn, vẫn hướng về các bạn. Những cái năng lượng, những cái sự tự tin với những cái gì các bạn chia sẻ, các bạn làm, các bạn toát ra, các bạn vẫn thu hút được cái sự chú ý của người này. Và khi kết nối tương tác với các bạn, họ dù cái độ tuổi của các bạn có như thế nào đi chăng nữa nhé, cách biệt hay không, khác về giới tính, văn hóa, quốc gia, vùng miền hay không thì mình không biết, nhưng khi tương tác thì các bạn sẽ cảm giác được như những người bạn đấy nhé, bạn bè thân thiết, dễ có thể nói được những cái chuyện mà hiếm khi có thể chia sẻ được với ai cơ, hoặc là sẽ cảm giác rất là vui vẻ, thấu hiểu nhau, dễ giãi bày, dễ tâm sự, hoặc là cùng chung những cái sở thích, những cái mục tiêu, hoặc là muốn làm những cái gì đấy chung, những cái năng lượng hòa hợp vui vẻ như những người bạn ở đây rất là mạnh nhé. Bởi vì vốn dĩ các bạn đã là những cái linh hồn đã từng đồng hành, từng gặp nhau trong những kiếp sống trước, nên là rõ ràng các bạn đã hiểu về nhau, quen về nhau rồi, có những cái sự gắn kết hòa hợp nhất định rồi. Thế nên đến thời điểm này, trong cái kiếp sống này, dù là người cũ hay người mới, thì các bạn vẫn cảm thấy những cái sự hòa hợp thân thiện, gần gũi như những người bạn. Linh hồn của các bạn vẫn cảm thấy cái sự hòa hợp này, đồng điệu này. Rồi bên cạnh đó, một cái ý rất rõ đấy là cái mối quan hệ, cái tương tác của các bạn rất dễ là đang có những cái yếu tố thứ ba bên ngoài, ba ba nhé, yếu tố thứ ba bên ngoài tác động. Yếu tố thứ ba ở đây thì có thể là liên quan đến một đối tượng, một người, một mối quan hệ cam kết. Một trong hai đã có gia đình, đã có mối quan hệ cam kết, hoặc là đã có một cái sợi dây trói buộc đặc biệt nào đấy. Đấy, bên cạnh đó nó cũng yếu tố thứ ba này cũng có thể nó là một, những cái sự khác biệt, đấy, ngăn cách về mặt tư tưởng, tư duy, văn hóa, địa lý, hoặc là về mỗi người đang có những gánh nặng, lo toan, áp lực riêng đấy, và phải lo lắng, phải giải quyết, hoặc là cái mục tiêu của hai người cái thời điểm này nó chưa thực sự đồng nhất, nó đang có những cái mục tiêu có cái sự khập khiễng, hoặc là rẽ ra những cái hướng rẽ nó khác nhau, nên là đấy cũng chính là những cái yếu tố đang ảnh hưởng tác động đến cái mối quan hệ này của các bạn rất là nhiều luôn. Rồi vậy thì với cái năng lượng này thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn, đấy là thời điểm này họ đang nghĩ gì và hành động tiếp theo mà họ sẽ làm là gì. Đây, nói chung là cái thời điểm này dù các bạn đã gọi là có kết nối hay chưa, đã để lại trong nhau những cái bài học nỗi đau hay chưa, đã từng ngắt kết nối on off hay chưa, hay là mới chỉ từ phương xa nhìn nhau, thậm chí chưa gặp mặt mới biết đến nhau, mới gọi là quen biết qua những người bạn trung gian, qua giới thiệu hoặc là qua chat chít, nhắn tin, thư từ, gọi điện gì đấy. Đấy, thậm chí chỉ mới biết nhau thôi, biết cái tới hình ảnh của nhau thôi. Đấy, nhưng chưa trực tiếp gặp gỡ. Đấy, thì cái thời điểm này cuộc sống của họ cũng đang nhiều, rất nhiều những cái khó khăn, áp lực, nỗi đau nhé. Đây này, họ đã từng trải qua, đây có thể cái ba kiếm này nó lấy lại ba này, ba ba ba, ôi dồi ôi, yếu tố cái đặc biệt, cái mối quan hệ này cực kỳ đặc biệt nhé. Đây này, đây là còn ba nữa này, tứ quý ba luôn, bốn yếu tố đất nước lửa khí đều ra lá ba, có nghĩa cái mối quan hệ này rất đặc biệt luôn đấy. Nó kiểu như là nó là tất cả những cái gì các bạn đang cần và đang phải đối diện, đang phải giải quyết trong cái thời điểm này, hoặc là tất cả những cái gì giúp cho các bạn phát triển thoát ra ấy, thì nó đều nằm ở trong cái kịch bản, cái kết nối này và cái sự kiện lần này luôn. Đấy, thì dù cái ba kiếm này, cái nỗi đau, cái bài học này nó là liên quan từ cái kết nối giữa hai bạn, hay là cái cuộc sống riêng của mỗi người đã từng trải qua, đang trải qua, thì họ cũng đang chìm trong đấy, những cái giai đoạn của tổn thương, của thất vọng, của buồn bã, đã có những nỗi đau, những cái lưỡi gươm đã cắm vào tim của họ nhé. Và thời điểm này thì họ chưa thực sự giải quyết được, họ chưa thực sự rút được những lưỡi gươm này ra đấy, họ vẫn đang gặm nhấm nó. Đây này, những cái bức ảnh đã bị xé rách này, có những cái kỷ niệm, những cái hoàn cảnh, tình huống nào đó nó đã không còn được nguyên vẹn nhé, những cái ký ức đấy, hoặc là những cái sự bình yên nào đó trong cuộc sống của họ đã bị xé nát. Cuộc sống của họ cái giai đoạn này cũng đang rất nhiều áp lực, họ phải nỗ lực cố gắng cho công việc, sự nghiệp, hoặc là cho những cái yếu tố xung quanh rất là nhiều, đôi lúc họ rất là mệt mỏi, ngột ngạt.
Nhưng mà bên cạnh đó thì người này cũng có những cái tố chất về nghệ thuật, nghệ sĩ, hoặc là thích những cái về sáng tạo, về nghệ thuật rất là mạnh ở đây nhé. Thậm chí là có những cái người còn làm hẳn trong những lĩnh vực về showbiz nghệ thuật nữa cơ. Đi theo hẳn những cái con đường như vậy. À còn rồi còn có thể là chính các bạn còn làm kinh nguồn, nếu mà các bạn ai đấy làm trong những cái lĩnh vực về sáng tạo nghệ thuật hoặc là biến ý tưởng ra thành thực tế ấy, thì có thể các bạn chính là cái nguồn cảm hứng để họ tạo ra một vài những cái tác phẩm nào đó hoặc cái sản phẩm nào đó trong cái giai đoạn này đấy nhé. Đấy, đấy cái năng lượng nghệ thuật, nghệ sĩ sáng tạo đấy rất là mạnh luôn. Đấy, thậm chí có những Tuấn bắt được năng lượng là có những ngôi sao showbiz nhé, cũng theo dõi kênh của Tuấn. Thì có thể đây là năng lượng của các anh chị, thì anh chị có thể cân nhắc xem đây có thực sự là cái câu chuyện của mình không nhé. Đấy, họ cũng là những người rất là thông minh, ngôn từ sắc bén, đầu óc nhanh nhẹn, lập luận dứt khoát, mạnh mẽ. Nhưng mà tâm trí mạnh quá, thông minh quá thì trong những cái lúc mà cần tĩnh tại, cần sâu lắng thì lại mệt, lại ngột ngạt, lại càng căng thẳng, lại càng đau. Cái tôi cao. Đấy, thực ra cuộc sống của họ nó không được như vẻ bề ngoài đâu. Dù bên ngoài của họ có hào quang lấp lánh như thế nào đi chăng nữa, thành công rực rỡ như thế nào đi chăng nữa, bao nhiêu người trọng vọng rồi thì ngưỡng mộ đi chăng nữa, thì thực ra cái cuộc sống bên trong của họ này tăm tối, mù mịt, bế tắc, ngột ngạt. Đứa trẻ bên trong của họ dường như bị giam cầm không thoát ra được. Họ không thể nhìn rõ được cái con đường tương lai phía trước. Đôi khi là bên trong của họ thôi thúc muốn họ phải làm một cái gì đó, năng lượng của lửa, năng lượng của đam mê, đấy, của khát khao, bên trong của họ luôn có một cái gì đấy thôi thúc thậm chí rất lớn muốn họ phải bùng cháy, phải làm, phải thực hiện được một cái gì đó nó đồng điệu với tiếng nói bên trong. Nhưng làm sao để làm được cái điều đó, hoặc con đường nào họ phải đi để có thể đến được cái đích đó thì họ không biết. Họ đang đứng trước những cái giai đoạn bóng tối linh hồn, mù mịt, lo lắng, phân vân, ngột ngạt, trói buộc. Nói chung về cảm xúc cái thời điểm này thì cuộc sống cá nhân của họ, những vấn đề cuộc sống cá nhân của họ cũng như là cái kết nối giữa bạn với họ cũng tạo ra rất nhiều những cái áp lực căng thẳng thế. Đấy. Thế nhưng mà chính trong những cái giai đoạn này, những cái giai đoạn bế tắc, mệt mỏi, ngột ngạt này, không bước đi được này, đấy, thì bắt buộc họ phải gọi là học cái cách quay vào bên trong nhé, kết nối với năng lượng bên trong của mình. Bởi vì cái năng lượng thì thôi thúc là phải làm, phải thoát, phải giải quyết một cái gì đấy, nhưng tất cả cái hướng bên ngoài đấy, nó bị chặn rồi, muốn thoát ra không thoát được, thì cái năng lượng ấy bắt buộc nó phải thôi thúc họ để quay vào bên trong đấy, vẫn phải làm, nhưng mà lúc mà không thoát ra được thì phải quay vào bên trong. Và chính trong cái giai đoạn này họ đã học được cái cách kết nối ở bên trong nhiều hơn, quay vào cái thế giới nội tâm đầy tối tăm, cùng cực, đầy tổn thương, sợ hãi bên trong của họ, bắt buộc họ phải đối diện, phải nhìn nhận, nhìn ra vấn đề, nhìn ra con đường, nhìn ra ý nghĩa bài học, tự tìm lại cái ánh sáng bên trong linh hồn của mình trước. Đấy. Bên cạnh đó mình thấy rằng các bạn cũng cũng chính nhé, cũng chính là cái một trong những cái nguồn sáng, cái nguồn động lực, cái hy vọng cho họ. Đấy. Trong cái hành trình tối tăm này, hoặc trong những cái giai đoạn mà họ trong cái hành trình bóng tối linh hồn này, đầy cùng cực khó khăn này, thì các bạn vẫn là một cái gì đấy thắp sáng, soi đường dẫn lối, hoặc là cho họ thêm những cái niềm tin, động lực. Thực ra sâu thẳm bên trong của họ luôn khao khát tự do, được bùng cháy, được là chính mình. Bên trong của họ có cái năng lượng của cái sự bình yên, hòa bình, của cái tâm từ. Họ muốn mang lại những cái điều hạnh phúc cho chính cuộc sống của họ, những người xung quanh và cho cộng đồng, những cái điều bình an, nhẹ nhàng. Đấy, cốt lõi của cả hai bạn đều có những cái năng lượng như vậy. Đấy, và khi họ đang chìm trong những cái giai đoạn như này, họ nhìn thấy các bạn, họ gặp được cái năng lượng của các bạn. Đấy, thì họ thấy được một cái sự tự do, một cái sự phóng khoáng, được là chính mình, dám sống thật, dám gọi là bộc lộ con người của mình, đứa trẻ bên trong của mình ra nhiều hơn chẳng hạn. Đấy. Chính vì thế nên là họ rất thu hút bởi cái năng lượng đó, bởi cái cách sống đó. Họ có niềm tin với cái kết nối này nhé. Họ rất có niềm tin với các bạn, với cái kết nối này, và bên trong của họ những cái thông điệp chỉ dẫn bên trong cũng đang thôi thúc của họ rất là mạnh mẽ luôn. Thậm chí là nhiều bạn nhé, đối phương họ của các bạn ấy, trong cái giai đoạn dài vừa rồi là họ đã trải qua rất nhiều khó khăn cùng cực liên tục. Đấy, dồn dập vào trong tất cả các khía cạnh. Thế nhưng mà có thể là từ khi mà bắt đầu gọi là kết nối lại với các bạn, hoặc là tương tác, hoặc là theo dõi các bạn, hoặc là nhận ra một cái gì đặc biệt từ các bạn. Đấy. Cũng có thể là trong vài tháng gần đây nhé, cái năng lượng cuộc sống của họ, hoặc là những cái điều mà họ nhận được, vũ trụ trợ lực cho họ ấy, đấy, bắt đầu làm cho họ vui vẻ hơn, tích cực hơn,
ấy, dần dần chuyển kết thúc khép lại những cái giai đoạn của sóng gió khó khăn ấy, hoặc là chính các bạn là người cho họ được cái niềm vui, cái động lực ấy, thêm những cái hứng khởi ấy, hy vọng để họ có thể có thêm sức mạnh bước qua được cái giai đoạn khó khăn, thử thách, bài học. Đặc biệt trong vài tháng gần đây ấy, có những cái sự kết nối đặc biệt, thay đổi đặc biệt trong cuộc sống của họ, trong cảm xúc và trong nhận thức của họ nữa cơ. Rồi tiếp theo, mặc dù là cuộc sống của họ có nhiều khó khăn thử thách, họ cũng đã từng chìm trong những cái giai đoạn của nỗi đau cùng cực tối tăm này. Đấy, nhưng mà như mình nói rồi, đấy, cái kết nối đặc biệt đấy nhỉ, chín này, chín gậy rồi lại chín ly, ba 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 chín 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 đấy, những cái con số cực kỳ đặc biệt với các bạn luôn, những cái mối quan hệ là rất là đặc biệt luôn đấy. Đấy, thì chính trong những cái giai đoạn khổ đau khó khăn và bắt buộc phải quay vào cái con đường tối tăm, đối diện với thế giới nội tâm của họ, thì họ lại nhận ra bên trong của họ có một cái thế giới khác đủ đầy hơn, trọn vẹn hơn, tuyệt vời hơn. Họ tìm lại được những cái khát khao, những cái ước mơ, những cái lý tưởng thực sự mà linh hồn của họ đã từng ấp ủ, từng nuôi dưỡng, từng mong ước. Đấy. Những cái ước mơ thầm kín hoặc là những cái định, cái sứ mệnh, cái lời hứa sâu thẳm bên trong của họ, thậm chí là trong tiền kiếp của họ. Đấy, thời điểm này họ đang dần dần tìm được lại, đấy, kích hoạt được lên, nhớ được ra. Và cái người này cũng là những cái người có lý tưởng, khát khao, hoài bão rất là lớn, thậm chí tham vọng hơi cao trong cuộc đời này nhé. Bên cạnh đó thì mình còn thấy rằng là khi mà nghĩ về các bạn, nhìn về các bạn ấy, các bạn đấy như mình nói rồi, các bạn toát ra được cái năng lượng của cái sự đủ đầy, của cái ước mơ, kiểu như một người bước ra từ trong giấc mơ của họ, đúng gu ấy, đúng những cái gì họ mong muốn từ một đối tượng, từ một mối quan hệ, từ một người có thể cho mang lại cho họ, thì kiểu như các bạn gần như là các bạn phù hợp hết với những cái cảm giác đó, những cái tiêu chí đó, mặc dù có thể là về ngoại hình, về tính cách và một cái gì đấy nó không thực sự là đúng, nhưng mà cái cảm giác mang lại thì lại đúng, rất là đúng. Chín ly, họ rất vui và hạnh phúc nhé, thậm chí là họ đang có những cái mong cầu ước mơ đấy, là có thể kết nối lại, hoặc là cái mối quan hệ này có sự phát triển hơn, hoặc là cái tình huống nó xoay chuyển có lợi hơn cho các bạn nữa cơ. Và họ rõ ràng, thứ nhất là như mình nói rồi, họ cũng đang trên những cái hành trình phát triển công danh sự nghiệp, hoặc trên những cái hành trình thay đổi, tiến lên trong một cái chặng đường nào đó, một cái khía cạnh nào đó. Bên cạnh đó họ xác định được rõ mục tiêu rồi đấy, các bạn là mục tiêu, và họ sẽ băm băm mày đích đấy, họ sẽ hành động, họ sẽ tấn công, họ sẽ chinh phục nhá, chắc chắn sẽ có người tiến tới chinh phục các bạn, không phải người này thì sẽ là một đối tượng định mệnh khác nhá, yên tâm đấy, sẽ có những cái gì đó tiến tới, và họ xác định được rồi, họ muốn các bạn là những cái người đồng hành với họ nhé, chinh phục những cái hành trình mới, những cái chân trời mới, những cái ánh bình minh mới. Đấy. Họ cảm giác được các bạn cái sự trung thành này, chân thành này, gần gũi này, đáng yêu này, thậm chí đôi lúc hơi ngây thơ một chút thôi cơ. Và họ cũng rất thích những cái chuyến hành trình đi chơi, đi đây đi đó, có thể họ các bạn hoặc họ là những cái người đã khá là thành đạt rồi, có những cái phương tiện xe cộ riêng hoặc là có tài sản riêng đấy, nói chung là đang trên cái hành trình dự định để tiến tới, để chinh phục rồi. Có thể là cái thời điểm này nhé, họ liên tục nhận được những cái thông điệp, những nguồn năng lượng, những sự gợi ý đấy, đập vào mắt họ, hoặc là trực giác bên trong của họ bùng cháy thôi thúc đấy, để họ phải nhận ra, họ phải hành động, họ phải tiến lên. Bên cạnh đó, trước kia có thể là họ rất là cứng nhắc với cái tôi của họ, với quan điểm của họ, với những cái gì họ nghĩ. Đấy, họ rất tin vào những cái quyết định của họ và những cái tư duy lập luận của họ. Nhưng từ khi mà họ kết nối với các bạn, hoặc là từ khi họ gặp những cái tình huống nghịch cảnh này, đấy, họ đang dần dần mềm mại hơn, khéo léo hơn, đấy, không quá cứng nhắc khô khan nữa. Đấy, họ biết linh hoạt hơn trong việc đối diện, giải quyết hoặc là kết nối giữa người với người nhé, trong giải quyết tình huống. Bên cạnh đó họ cũng thấy là các bạn kiểu như là nhiều bạn ở đây có thể là những cái người có khả năng đặc biệt nhé, là những người nhận thông điệp, thông tin này, những cái người truyền thông tin từ thiên thượng, từ vũ trụ này, hoặc là trong các bạn rất dễ để có thể nhìn ra được những cái điều đặc biệt, những cái gì sâu hơn về những cái biểu hiện bề mặt của một sự việc, hoàn cảnh, thì các bạn rất dễ để có thể nhìn ra được những cái điều đó. Và thời điểm này những cái thông điệp chỉ dẫn liên quan đến kết nối này và cuộc sống của họ đang được đổ vào cái trường năng lượng của họ, vào trong đầu óc của họ rất là mạnh mẽ luôn. Đấy, họ cũng thấy các bạn cũng là những cái người khá là
khéo léo, mềm mại nhé, biết cương, biết nhu đúng lúc, biết tiến, biết lui đúng lúc đấy, và họ rất thích cái năng lượng này. Nhưng mà có vẻ là mặc dù là cái cảm xúc thì đúng, cái giá trị mang lại thì đúng, thậm chí vượt ngoài cái gì họ tưởng tượng, nhưng có vẻ như là cái ngoại hình hoặc một cái yếu tố nào đó thì nó lại không thực sự gọi là đúng như là cái mà họ đã tưởng tượng, họ đã vẽ ra nhé. Đấy, nhưng mà nó vẫn mang lại cảm giác rất là tuyệt vời, hạnh phúc, thậm chí là bất ngờ đối với họ nữa cơ nhé. Và họ, nếu mà rất nhiều bạn ở đây là đã là người cũ này, từng ngắt kết nối này, hoặc là có những cái giai đoạn on off mập mờ này, hoặc là thậm chí là chia tay, chia ly này, làm nhau tổn thương này. Đấy, với những cái bạn như thế thì họ đang mong muốn có sự xuất phát lại, vượt qua cái giai đoạn đường hầm tối này để bắt đầu lại, để kết nối lại. Đấy, còn nếu không thì họ, nếu mà các bạn chưa thực sự gặp gỡ hoặc là chưa để lại cho nhau những cái bài học nỗi đau quá lớn ấy, thì có thể là cái thời điểm này họ đang mong muốn để có thể vượt qua cái giai đoạn tối tăm cùng cực trong hành trình cuộc sống, công danh, sự nghiệp của họ, những khó khăn trong đường đời của họ, để họ có thể bắt đầu một cái gì đó mới tích cực hơn cho chính hành trình riêng của họ, cũng như là trong cái kết nối này với các bạn. Và họ có vẻ như họ thấy rằng là các bạn chính là một cái món quà và là định mệnh ấy, đến để mang lại cái phúc khí giúp họ xoay chuyển cái giai đoạn tối tăm cùng cực trước kia nhé. Rồi, đây vừa rồi là suy nghĩ, cảm xúc mà họ đang nghĩ, bây giờ sẽ là hành động mà họ sẽ hành động này. Rõ ràng, yên tâm đi, sẽ có một cuộc khởi đầu mới nhá, sẽ có một cái sự khởi đầu mới, sẽ có một cái chuyến hành trình tiến lên, thậm chí họ nhiều bạn là đã bắt đầu rồi nhé, đi tốc độ máy bay băm băm về đích cơ nhé. Ở đây còn có thể là nhiều bạn là có khoảng cách cái địa lý này, về quốc gia vùng miền, hoặc là để kết nối với nhau thì cần phải đi xa này, đi máy bay này đấy. Hoặc là các bạn một trong hai sẽ thường xuyên phải đi công tác, đi du lịch, đi đây đi đó nhiều này. Nhưng yên tâm, họ đang trên đường chuẩn bị rồi nhé, để tiến tới này, họ sẽ mang theo những cái món quà, phần thưởng này. Và có vẻ như là đây là cái chậu hoa. Chậu hoa nó còn có thể đại diện cho những kiểu những cái giá trị tích cực, hoặc là tình yêu thương ấy. Đấy, và có vẻ như họ đang ôm ấp cái tình yêu, cái cảm xúc của họ để tiến về phía các bạn nhé. Họ đã nhận ra những cái giá trị đó, hoặc có thể là họ đang chuẩn bị những cái kế hoạch, những cái món quà, những cái sự bất ngờ đấy, để tiến về phía các bạn. Đấy, cái tốc độ đang chạy có nghĩa là đang rất nhanh, họ đang rất háo hức, hứng khởi rồi, và nhanh thôi họ sẽ tiến tới nhé. Người này đến thì sẽ mang năng lượng của hoàng đế. Cái bộ bài này nói chung là nó rất khác so với những cái bộ bài cơ bản khác, tất cả những ông vua trong cái thời điểm này. Đấy, thứ nhất là cái năng lượng của họ gần gũi hơn, cái thứ hai là họ đang trên cái hành động, trên cái giai đoạn hành động, chứ không còn ngồi quan sát nữa, họ đã bắt đầu hành động rồi nhé. Hoàng đế ở đây thì có thể cái người này sẽ mang cái năng lượng rất là thành đạt, hoặc là có khả năng lãnh đạo, có tầm nhìn, có bản lĩnh, có tài giỏi, mặc dù họ bất kỳ độ tuổi nào nhé, nhưng mà họ làm cái năng lượng của họ là như kiểu năng lượng người thầy, người cha này, năng lượng của một người làm người khác tôn trọng, ngưỡng mộ này, đấy, tin tưởng hoặc là muốn nghe theo này, muốn dựa dẫm vào này nhé. Cũng có thể là một trong hai là đã có gia đình, đã có con nhỏ thế này. Đấy, nhưng mà cái thời điểm này họ đang lên kế hoạch, đang chuẩn bị, đang tìm kiếm thông tin, hoặc là họ sẽ hành động. Cái ông hoàng đế này sẽ hành động nhé, chứ không còn ngồi chây ý nữa đâu. Đấy, nên là yên tâm đi, họ đã học được, nhận ra được giá trị bài học, họ đã cân bằng được hơn cái tính nam thiêng liêng, phát triển cái tính nam tích cực lên rồi, nên là rõ ràng cái thời điểm này họ sẽ thể hiện ra nhé, họ sẽ hành động, họ sẽ tiến tới. Thậm chí người này đã có những cái giá trị rất là thành đạt về công danh sự nghiệp rồi cơ. Mà nếu mà đã thành đạt thì lại còn ở đỉnh rất là cao luôn ấy. Giàu có, sung túc, hoặc là trong cái năng lượng của người đấy đang có cái xu hướng để tiến lên thành năng lượng của hoàng đế, phát triển thành năng lượng của hoàng đế. Đấy. Nhưng mà có vẻ như là họ đang rất là phân vân, bởi vì họ chưa biết cái quyết định của các bạn thực sự sẽ như thế nào. Và có thể như là trong cái suy nghĩ của họ cái thời điểm này, cái quyết định sẽ nằm ở trong tay của các bạn nhiều hơn. Không biết là tại sao cái người hoàng đế này lại có cái cảm giác nó hơi tự ti một chút như vậy. Hoặc là họ đã phát triển cái tính nam thiêng liêng cân bằng rồi, nên là họ phát triển, vì là họ đã cân bằng rồi nên họ sẵn sàng để cho cái quyền lựa chọn đấy, kiểu như là ga lăng ấy, cho quyền lựa chọn cho những cái bạn trội năng lượng nữ chẳng hạn. Nhưng mà họ vẫn rất tự tin bản lĩnh nhé, để tiến tới. Và thời điểm nào thì vũ trụ không trả lời rõ ràng, mà chỉ là vào đúng thời điểm phù hợp. Bởi vì có thể là với mỗi bạn cái hành trình khác nhau, cái diễn biến câu chuyện nó có cái sự chênh lệch nhất định, hoặc là cái nỗ lực để chữa lành, để hoàn thành bài thi của mỗi người khác nhau, nên là cái
câu trả lời nó sẽ không cụ thể. Đấy. Nhưng mà khi mà các bạn đã thực sự gọi là nhìn ra bài học, đã nâng cấp, đã hoàn thiện hoặc là đang trên cái hành trình lan tỏa những cái điều tích cực, những cái giá trị bên trong của mình ra rồi ấy nhá, hoặc là bắt đầu hoàn thiện nâng cấp cái thế giới nội tâm của mình càng ngày càng đủ để trọn vẹn hơn rồi ấy, thì sớm thôi đối tượng này sẽ xuất hiện nhá, sẽ xuất hiện, sẽ tiến tới và có thể là sẽ có những cái cuộc đi chơi này, hai người nói chuyện riêng, trao đổi riêng, hoặc là đối thoại từ trái tim tới trái tim này, hoặc là có những cái chuyến du lịch picnic cùng nhau để cùng gắn kết, cùng phát triển, cùng thấu hiểu nhau này. Đấy, nói chung là có cái năng lượng của cái sự ngắt kết nối để mà tạo dựng một cái không gian riêng của hai người nhé. Và khi mà mọi thứ trong cả trong cuộc sống hoặc là trong tư duy suy nghĩ của họ được thông thoáng hơn, được gỡ bỏ nhiều hơn ấy, thì họ sẽ tiến tới. Và có thể rằng là với một số bạn thì không phải là họ cứ thế mà thẳng tiến băm băm về đích đâu, có thể là họ sẽ đi đường vòng nhờ người này nhờ người kia, hoặc là chuẩn bị những kế hoạch bất ngờ nào đó để xuất hiện nữa cơ ấy. Và trên 50% cộng không, trên 50% thì hơi nhiều, nhưng mà cũng có nha. Lại một lần nữa, sẽ có nhiều bạn ở đây sẽ trong cộng đồng LGBT ấy, cong này ấy nha. Nói chung là những cái kết nối rất là đặc biệt, câu chuyện tình đam mỹ hoặc chuyện tình bách hợp nữa cơ đấy. Rất là hay luôn đấy. Nói chung là cái câu chuyện này nó là một cái câu chuyện rất là thú vị nha, một cái kết nối rất thú vị, và hai bạn đến với nhau sẽ mang lại cho nhau rất nhiều những cái giá trị tuyệt vời. Thời điểm này thì lời khuyên cho các bạn đấy là cứ tập trung vào bản thân mình thôi, đừng mong ngóng, đừng trông chờ, đừng suy nghĩ quá nhiều đấy, hãy cứ nâng cấp, hãy cứ làm những cái việc tích cực trọn vẹn và chờ tới lượt để mọi thứ tự nhiên. Chờ tới lượt không có nghĩa là ngồi đến mà chờ mà đợi nhé, hãy cứ làm những cái điều có ích, những cái giá trị tích cực, lan tỏa những cái điều tích cực và nâng cấp bản thân mình thôi đấy, còn mọi thứ tự nhiên nhé. Thậm chí kể cả cái trải bài này, nếu mà trong cái trải bài này khi đọc các bạn đang nghĩ đến một đối tượng và các bạn xác định được đó là định mệnh thực sự của mình rồi, nhưng đến trong cái thời gian khi các bạn đã hoàn thành bài thi rồi mà đối tượng không xuất hiện đấy, thì có thể cái trải bài này không thực sự là nói về người đấy mà sẽ là một định mệnh khác mang năng lượng như thế này thực sự sẽ xuất hiện nhé. À, nên yên tâm là sẽ có đối tượng xuất hiện khi các bạn đã hoàn thành bài thi, hoặc là các bạn đã lan tỏa được cái điều tích cực ra, xây dựng được cái thế giới nội tâm đủ đầy rồi, thì yên tâm sẽ có người tiến tới nhé. Đấy, và việc của các bạn đấy là tin tưởng xuôi dòng và để mọi thứ tự nhiên. Rồi hành động cuối cùng, và mình thấy là khi mà họ, đây là lại ba nữa này, từ quý rồi nhé, khi mà họ tiến tới, khi mà họ đưa ra quyết định hoặc hai bạn kết nối ấy, thì có thể là hai bạn có cái sứ mệnh để làm chung một cái gì đấy, đây này. Cùng nhau làm chung một cái gì đấy, thậm chí là liên quan đến dự án cộng đồng đấy, nghệ thuật này, cái năng lượng nghệ thuật ở đây này, hát hò nhảy múa sáng tạo này, hoặc là sáng tác này, hoặc là tạo ra những cái tác phẩm gì đấy mang cái tính lan tỏa cộng đồng này. Tuấn lại vừa mới nhận được một vài cái tên, lại nhận được một vài cái tên, cái chữ cái đầu trong tên của một số người, thì không biết là có nên viết ra trên luôn không. Rồi Tuấn cứ đọc trước nhá, nếu mà tí nó còn thời gian thì Tuấn sẽ viết một vài cái tên. À, có thể là đây là một vài chữ cái đầu trong tên. Đấy, có các bạn có sứ mệnh để cùng làm với nhau một cái gì đấy này, hỗ trợ và mang cái tính chất cộng đồng rất là nhiều, phụng sự, giúp đỡ. Và khi mà các bạn kết nối với nhau, các bạn sẽ rất nhanh chóng đạt được những cái thành công, hoặc là cái vận khí của các bạn sẽ tạo ra những cái phước lành, cái may mắn, cái ước mơ sẽ thành sự thật nhé. Đấy, vì ở đây nó liên tục ra cái lá The Star này, những cái người có sức ảnh hưởng, người nổi tiếng, hoặc là người phải làm một cái gì đấy lớn, nên là Tuấn lại nhận được những cái chỉ dẫn thông điệp. Có thể tí nữa Tuấn sẽ ghi thêm nhé, mọi người cố gắng nghe thêm một đến cuối video để xem là những cái chữ cái trong tên có phải là dành cho mình hay không. Đấy, một trong hai các bạn sẽ là những cái người có sức ảnh hưởng, người nổi tiếng, hoặc là làm những cái lĩnh vực về tâm linh, chữa lành, cộng đồng, mang lại ánh sáng, tri thức, mang lại sự thức tỉnh cho mọi người, hoặc là những cái người hiểu biết về chiêm tinh, vũ trụ, thế giới huyền học, thậm chí là những star seed, những người có nguồn gốc xuất thân từ ngoài trái đất, hoặc là đã có từng những kiếp sống trải nghiệm ở ngoài trái đất. Thì đến thời điểm này đấy, các bạn thực hiện sứ mệnh trên trái đất, đầu thai vào trái đất đấy, hoặc là cần phải làm một cái gì, điều gì đó tuyệt vời cho cuộc đời này, hoặc là gánh vác một cái giá trị nào đó cho nhân loại trên trái đất. Đấy, năng lượng của người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng. Và có vẻ như là để mà các bạn thực sự
gọi là đạt được những cái đỉnh cao vĩ đại trong cuộc đời của mình ấy, thì các bạn phải đi đúng cái hướng mang cái năng lượng của ánh sáng, của tình yêu, của chữa lành, của lan tỏa. Đấy. Và phải kết hợp được với định mệnh của mình, làm những cái mang cái tính chất phụng sự cộng đồng, thì các bạn mới thực sự được sống là chính mình, các bạn mới thực sự có thể trải nghiệm được những cái cảm giác của hạnh phúc đủ đầy trọn vẹn hoặc là hài lòng nhé. Còn nếu mà các bạn không đi đúng thì dù thời điểm này các bạn có lao theo những cái con đường về vật chất, về công danh sự nghiệp, về yếu tố thực tế, các bạn có đạt được những cái đỉnh cao lớn như thế nào đi chăng nữa, thì các bạn cũng không cảm thấy thực sự được thoải mái, được vui vẻ, được hạnh phúc hay là được đúng những cái gì mà linh hồn của các bạn mong muốn. Các bạn vẫn luôn cảm thấy bế tắc, trói buộc, ngột ngạt. Các bạn vẫn phải sống trong những cái lớp hàng rào vỏ bọc mà thôi. Nhá, chỉ khi các bạn lắng nghe đi đúng hoặc là làm đúng một cái sứ mệnh gì đó thì các bạn mới thực sự được sống là chính mình nhé. Đây này, một con đường mới, một hướng đi mới đang được gửi tới cho các bạn thông qua cái kết nối này, thông qua cái giai đoạn này. Và nó sẽ thậm chí là nó giúp cho các bạn thoát ra hoàn toàn khỏi những cái trói buộc trong cái thế giới vật chất nặng nề này. Đấy, nó đưa cho các bạn chạm tới được những cái giấc mơ, những cái ý tưởng thực sự của các bạn, những cái giấc mơ tuyệt vời của các bạn. Và nhiều bạn đang vận dụng luật hấp dẫn, nhiều bạn đang vận dụng luật hấp dẫn hoặc là đang mong muốn cầu xin vũ trụ, các ngài, các đấng ấy, gửi tới cho các bạn sự hỗ trợ và những cái món quà gì đấy, thì đây có thể thông qua cái kết nối này, thông qua cái sự kiện này hoặc thông qua đối tượng này các bạn sẽ nhận được nhé. Và nó còn vượt ngoài sức tưởng tượng của các bạn nữa cơ. Và nếu mà các bạn hành động đúng, lắng nghe đúng, tin tưởng ấy, và làm bằng sự nỗ lực quyết tâm, thì rõ ràng cái thành tựu của các bạn sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của các bạn, sẽ rất lớn nhé. Nhiều bạn ở đây được khuyên đấy là phát triển lắng nghe trực giác của mình thật mạnh mẽ, rõ ràng trong thời điểm này. Bớt suy nghĩ, phân tích bằng logic tâm trí lại, không phải là không mà bớt lại, cân bằng lại và phát triển cái năng lượng thôi thúc bên trong nhiều hơn nhá. Và nhiều bạn sẽ phù hợp trong những con đường như mình nói rồi, tâm linh, tinh thần, để sử dụng trực giác để làm việc này. Đấy, thời điểm này hãy phát triển trực giác nhiều hơn. Và ngay khi mà các bạn kết nối hoặc là nhận ra hoặc là hành động đúng thì chỉ vài tuần thôi nhá, mọi thứ sẽ thay đổi, những cái may mắn, phép màu, những cái thành quả sẽ bắt đầu được đưa tới cho các bạn, và các bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm được những cái sự vui vẻ, sự công nhận. Không phải là ngay lập tức là nó sẽ ổn định ngay, nhưng mà chỉ trong vài tuần khi mà các bạn thực sự nỗ lực, tin tưởng, gắn kết hoặc là hành động, thì bắt đầu các bạn sẽ trải nghiệm được những cái cảm giác của cái sự suôn sẻ, an yên trong cái mối quan hệ này, trong cái kết nối này. Rồi, đây sẽ là những cái thông điệp chữa lành cuối cùng dành cho các bạn. Đầu tiên đấy là lòng tin. Sự chuyển đổi xảy ra thông qua sự chấp nhận. Một khi bạn chấp nhận hoàn cảnh hiện tại, nó sẽ tự động biến đổi. Thấy chưa? Cái thời điểm này, thứ nhất, các kêu gọi các bạn phải có cái tâm thái chấp nhận, hiểu rằng tất cả những cái gì các bạn đã gặp, đang gặp, sẽ gặp, nó đều do các bạn, vì các bạn mà đến. Do nghiệp quả các bạn đã gieo, đến thời điểm đủ duyên, đủ nắng, đủ gió, nói trổ, hoặc là do phục vụ cho một cái kịch bản linh hồn của các bạn, và nó phải xảy ra, nó phải diễn biến như vậy, các bạn phải gặp tình huống như vậy, thì tất cả nó đến, nó đều để phục vụ cho các bạn một cái mục đích cao cả nào đó. Việc của chúng ta lấy phải nhìn ra ý nghĩa cao cả của nó bằng sự thông thái tĩnh tại bên trong. Đấy, nhìn ra rồi thì phải phát triển, phải chuyển hóa, phải chữa lành và phải nâng cấp. Bên cạnh đó, kêu gọi các bạn khi mà đã nhìn ra rồi, nhận được thông điệp chỉ dẫn rồi, hãy giữ vững niềm tin của mình nhé. Niềm tin của các bạn sẽ quyết định cái kết quả của các bạn, quyết định các bạn trở thành ai, các bạn sẽ đạt được những gì. Tiếp theo, vui vẻ. Tiếng cười là biện pháp tốt nhất. Hãy vui vẻ với nhau và hãy nhớ rằng tình yêu là người chữa lành tuyệt vời nhất. Đó. Một trong hai các bạn khi kết nối mang lại rất nhiều niềm vui cho đối phương, sự hứng thú, thậm chí sự chữa lành gắn kết cho đối phương nhé. Và lời khuyên cho các bạn cái thời điểm này là hãy lựa chọn con đường, đối tượng nào, hướng đi nào cho các bạn sự vui vẻ, cho các bạn được tiếng cười, cho các bạn được sống là chính mình. Bên cạnh đó, hãy lan tỏa, hãy sống trong năng lượng của cái sự tích cực, cân bằng, vui vẻ, và hãy lan tỏa những điều đó ra, bởi vì gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, các bạn phát ra cái gì các bạn sẽ thu vào trong cuộc sống của mình những cái cảnh tương ứng nhé. Và tình yêu chính là người chữa lành tuyệt vời nhất, hãy lắng nghe, lựa chọn theo tình yêu trong thời điểm này. Thiền. Khi tôi dành thời gian hiện diện trọn vẹn bên một người, người đó sẽ dần tin tưởng và chia sẻ với tôi những điều sâu kín về họ. Vì vậy, khi tôi dành thời gian cho chính bản thân tôi, những tiếng nói bên trong sẽ bắt đầu cất lên. Tiếng nói của trực giác sẽ ngày một mạnh mẽ.
Thiền giúp tôi hiểu và kết nối sâu sắc hơn với chính bản thân mình. Đấy, thời điểm này lời khuyên cho các bạn đấy là hãy tìm về với thiền định nhá. Thiền ở đây nó sẽ có nhiều phương pháp. Đấy, không nhất thiết cứ phải là ngồi kiết già quanh chân rồi thì tay bắt ấn hay là như thế nào đấy, cứ cái phương pháp nào, thiền động cũng được, thiền tĩnh cũng được, thiền theo yoga cũng được, thiền nằm cũng được, bất kỳ cái phương pháp nào giúp cho các bạn có thể tĩnh cái tâm trí lại, tách mình ra được khỏi những cái bộn bề lo lắng phân vân của bản ngã, của tham sân si, của đầu óc, tìm về cái vị trí của phòng điều khiển, của người quan sát, tách mình ra khỏi tất cả những cái sự rối ren đó để quan sát, để nhìn, để nhận, và từ đó, từ sự tĩnh lặng đó thì trí huệ của các bạn mới khai mở và các bạn mới ngộ ra được những cái chân lý, ý nghĩa bài học, và thông qua đó thì hãy chữa lành, chuyển hóa, nâng cấp lên nhé. Bên cạnh đó đấy là khi mà bạn dành thời gian hiện diện trọn vẹn bên một người thì người đó sẽ dần tin tưởng và chia sẻ mọi điều với các bạn. Thế nên là việc của các bạn thời điểm này, khi mà các bạn đã nhận ra được định mệnh của mình rồi, đối tượng đặc biệt của mình rồi, các bạn muốn rằng cái kết nối này phát triển, hoặc là hai bạn có thể thực sự tin tưởng, cởi mở, gắn kết với nhau, thì các bạn cần phải bỏ công, bỏ sức, dành tâm huyết, thời gian cho nhau để cùng hiện diện với nhau, cùng giúp đỡ nhau, cùng sẻ chia với nhau, hoặc là cùng đồng hành với nhau. Đấy, chứ không phải là mỗi người đi một con đường. Đấy, không phải là mỗi người cứ tự cho nhau một không gian riêng rồi không cần lo lắng, không cần suy nghĩ. Không phải. Thời điểm này là thời điểm các bạn cần phải đồng hành, gắn kết, nắm tay nhau, thậm chí giúp đỡ, hỗ trợ cho nhau bằng sự chân thành, bằng sự khát cầu. Thậm chí người ta không muốn hoặc người ta không nhận thì các bạn vẫn tìm cách nào đó để giúp đỡ, để hỗ trợ. Thì đấy mới là cái tâm để có thể chinh phục được hoặc là giải quyết cái nghiệp quả trong cái mối quan hệ này hoặc cái giai đoạn này nhé. Cái thời điểm để gắn kết, để vượt qua cái tôi, vượt qua bản ngã đấy, để mà hành động, để mà nắm giữ, để mà thể hiện và để phụng sự rồi. Và cái quan trọng nhất thời điểm này đấy là hãy lắng nghe, kết nối sâu hơn với chính mình, thấu hiểu chính mình, hoàn thiện cái thế giới nội tâm của mình, lan tỏa nó ra và tin tưởng theo nó. Dù có tốt đến thế nào thì bạn vẫn có thể là một con quỷ trong câu chuyện của ai đó. Hãy chấp nhận rằng trên đời này có một nửa những người biết đến bạn coi bạn là thiên thần và một nửa coi bạn là ác quỷ. Đấy, có thể là trong cái kết nối này hoặc là trong cuộc sống, đấy, nhiều bạn đã từng gặp những cái tình huống, những cái nghịch cảnh, hoặc là cảm giác rằng những cái người xung quanh hoặc ai đó nói xấu mình, hoặc là không có thiện cảm với mình, hoặc là cảm thấy mình thấp kém, xấu tính, hoặc là như thế nào đấy. Đấy, thì hãy hiểu rằng không một ai trong chúng ta là gọi là được lòng tất cả mọi người cả, là thiên thần trong tất cả mọi người cả. Ngay cả thập toàn thập mỹ như Đức Phật, Đức Chúa, thì với con mắt của những kẻ ngoại đạo vẫn bị coi thường, khinh khi, thậm chí chửi bới, lăng mạ. Vậy thì những đấng giác ngộ thập toàn thập mỹ cao thượng tuyệt vời như vậy mà còn trong mắt những kẻ ngoại đạo, hoặc là những còn không thể là 100% tất cả mọi người ngưỡng mộ, tôn trọng được, thì chúng ta hãy hiểu đó là điều cần phải có trong cái cuộc sống này nhé. Và thông qua đó để việc cho chúng ta hiểu được rằng là cuộc sống này rất là vô thường nhá. Sống chết là vô thường, yêu ghét cũng là vô thường, thật giả cũng là vô thường, đúng sai cũng là vô thường. Để chúng ta học được cái bài học đấy là tất cả chỉ là trải nghiệm. Đừng bám chấp vào bất kỳ một trạng thái thái cực nào, dù là vui vẻ hay hạnh phúc, dù là khổ đau hay là sung sướng, dù là đúng hay là sai. Đấy, thì tất cả đều là trải nghiệm. Hãy quan sát, hãy nhìn ra giá trị, ý nghĩa, và hãy bước qua cái cảnh đó và không hề bám chấp vướng bận vào nó nhé. Nhưng đó là cảnh giới rất là cao, rất là xa bên trong tương lai. Nhưng cái thời điểm này hãy hiểu rằng đừng tự ti quá nhé. Đôi khi có thể là khi các bạn kết nối với đối tượng này, hoặc là các bạn giao tiếp với mọi người, các bạn nhiều khi các bạn cảm thấy mình tự ti, mình có một cái gì đấy không bằng họ, hoặc là mình đã từng phạm những cái sai lầm, những cái lỗi này lỗi kia, nên là mình cảm thấy xấu hổ, mình cảm thấy đấy là vết nhơ. Không có ạ. Tất cả những cái gì chúng ta trải qua ấy, phải có những cái giai đoạn đấy, có những thành công may mắn đúng đắn, có những sai lầm vấp ngã ấy, mất mát trượt chân đấy, phải có cả những cái điều tích cực và điều tiêu cực đấy, nó mới hoàn thiện thành chúng ta ngày hôm nay nhé.
mà nó tích lũy cho chúng ta thành kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức như vậy, nó giúp chúng ta lột xác, chuyển hóa và nâng cấp thành bây giờ. Và tất cả những cái đấy nó đều có giá trị cao hơn nếu nhìn vào con mắt thông thái sáng suốt. Nên là đừng để cái tâm trí, đừng đồng hóa mình với cái tâm trí và biến mình thành những cái kẻ thấp kém hoặc là không xứng đáng nhé. Các bạn là những linh hồn rất là tuyệt vời, xứng đáng. Nên hãy đừng để những cái nỗi sợ đấy làm ảnh hưởng tới các bạn. Rồi cuối cùng, hạnh phúc đang có sẵn ở đây trong mỗi người. Dù bạn khổ đủ chuyện thì hạnh phúc vẫn đang ở đây, thấy chưa? Dù cái thời điểm này cái nghịch cảnh của các bạn như đang có như thế nào, cái cảnh cuộc sống của các bạn đang như thế nào chăng nữa, thì hãy tách mình ra khỏi những cái bộn bề lo toan, nỗi sợ của tâm trí. Các bạn sẽ tìm được về bên trong, các bạn sẽ tự khắc tìm về được cái sự hạnh phúc bên trong của mình nhé. Đừng để cho những cái gì bên ngoài, ảo mộng bên ngoài nó chi phối, nó kéo tụt cái năng lượng của các bạn. Hạnh phúc nó nằm ngay bên trong của các bạn. Hãy tìm về với hạnh phúc bên trong, hãy nâng cấp, hãy hoàn thiện thế giới bên trong nhé. Hãy phát triển cái năng lượng hạnh phúc ngay từ chính bên trong của các bạn. Và một lời khẳng định nữa, nếu mà các bạn đang tìm một đối tượng thực sự phù hợp, đồng điệu, mang lại cho các bạn cảm giác hạnh phúc, thì đã đến rồi đấy, ở ngay đây rồi đấy. Hãy hành động đúng đắn đi nhé. Vượt mất cơ hội này, có thể các bạn sẽ không thực biết, không thể nào trải nghiệm cái cảm giác hạnh phúc thực sự một lần nào nữa đâu nhé. Nên là hãy lắng nghe và hãy hành động đúng. Rồi ạ, có thể là Tuấn sẽ ghi thêm một số cái tên, một số chữ cái mà Tuấn vừa nhận được ngay ở đây nhé. Đợi mọi người đợi một chút nhé. Sắp xong rồi, mọi người đợi một chút nhé. Một vài cái tên mà Tuấn vừa nhận được. Rồi, đây sẽ là một số cái mà Tuấn vừa mới vì là cái này nó sẽ còn liên quan tới tên cái à, thứ nhất là tên ở đây chứ không phải là tên trong giấy khai sinh, không chỉ là tên trong giấy khai sinh giấy tờ, mà nó còn có thể là nickname, tên trên mạng xã hội, tên trên truyền thông, hoặc là tên mà mọi người hay dùng để gọi các bạn, hoặc là một cái tên ấn tượng đặc biệt với các bạn nhé. Đấy. Các bạn hãy nhìn những chữ cái đầu và Tuấn sẽ không đọc nhé, bởi vì đọc thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cách đọc của Tuấn. Đây nó có thể viết theo đọc theo giọng miền Bắc, miền Trung, miền Nam, ngoại ngữ hay là bất kỳ một cái dấu hiệu đặc biệt nào mà các bạn sử dụng, nên là Tuấn sẽ không đọc mà các bạn sẽ chú ý nhìn nhé. Đấy, và các bạn sẽ tự dùng trực giác của mình để xem là cái tên này nó có phải là dành cho mình không, hoặc là nhắc nhở mình không. Đây sẽ là những chữ cái đầu trong tên nhé. À, và đối tượng ở đây một lần nữa, cái phạm vi sẽ thiên về: một là những người đã nhận ra được cái sứ mệnh đặc biệt của mình, hoặc là được thôi thúc mạnh mẽ phải làm một cái gì đấy mang tính chất phụng sự, hoặc là lan tỏa điều tích cực. Cái thứ hai, giới nghệ sĩ, nghệ thuật, ngôi sao, người có sức ảnh hưởng. Thứ ba, những cái người liên quan tới kinh doanh làm ăn, mà nói chung là cái sức mạnh của mọi người ấy có thể tác động được tới cho cộng đồng, bởi vì những cái giá trị, những cái thành tựu, thậm chí là những cái may mắn mà mọi người đạt được đến thời điểm này ấy, nó không chỉ là liên quan tới nỗ lực, tới tài năng,
đấy, tới sự cố gắng hoặc là tới mánh khóe thủ đoạn chộp giật của mọi người để đạt được, mà nó còn có sự trợ lực rất nhiều từ vũ trụ, các thiên thần, các đấng, các ngài giúp mọi người có thể đạt được cái trạng thái này, đạt được những cái thành tựu này, cái danh tiếng này hoặc cái sức ảnh hưởng này, để đến khi đó mọi người cần phải trả lại hoặc là làm một cái gì đó dựa trên những cái đã đạt được ấy, đấy, để lan tỏa hoặc là làm những cái gì đó lớn hơn, tích cực hơn, tuyệt vời hơn cho cộng đồng, cho chúng sinh hoặc là cho những người xung quanh, chứ không chỉ là để hưởng thụ cho mỗi cho các bạn. Chính vì thế nên là có thể cái giai đoạn vừa rồi mà các bạn quên đi, các bạn tập trung cho bản thân nhiều quá, cho công danh sự nghiệp, cho chính mình nhiều quá, thì các bạn mới gặp nhiều những cái thử thách rung lắc, thậm chí kinh thiên động địa như cái giai đoạn vừa rồi để các bạn tỉnh và nhận ra đấy. Nên thời điểm này nếu mà không nhận ra, không bắt đầu đi đúng, hành động đúng đi, thì tiếp theo sẽ là những cái nghịch cảnh, những sóng gió rất lớn xảy tới nhé. Rồi ạ, bây giờ sẽ là những cái chữ cái trong tên, chữ cái đầu trong tên của một số người. Mọi người nhìn rõ đúng không ạ? Hơi mờ một tí đúng không? Rồi. 2 3 Rồi, một lần nữa nhanh hơn này. Ai mà chưa nhìn rõ thì mọi người có thể dừng lại màn hình để xem cho kỹ nhé. Rồi ạ, đó là những cái thông điệp cuối cùng mà Tuấn nhận được cho trải bài ngày hôm nay rồi. Và rõ ràng một cái kịch bản mới, một cái chương mới rất là tích cực tuyệt vời đang mở ra trong cuộc sống của các bạn rồi, nhưng không phải là cứ thế mà các bạn có thể chuyển giao được. Các bạn chỉ cần hành động đúng, nắm vững đúng theo những cái sự chỉ dẫn, theo những cái sự mách bảo bên trong của các bạn trong thời điểm này, thì chắc chắn rằng những cái thành công, may mắn và cái chương mới của các bạn sẽ làm cho các bạn hài lòng, hạnh phúc và bình yên hơn rất nhiều so với cái thời điểm này đấy ạ. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Rồi ạ, hy vọng rằng là thông điệp vừa rồi sẽ kết nối với tất cả mọi người. Nếu mà các bạn cảm thấy hay cũng như là đúng với câu chuyện của mình thì hãy để lại một like và một bình luận ở dưới video để chúng ta hiểu nhau hơn nhé. Cũng rất hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho kênh bằng cách đó là nhấn theo dõi, cộng chuông thông báo và một nút chia sẻ để giúp cho những người đang cần tới những thông điệp như thế này có thể kết nối được ạ. Bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại nhé.